Kính thưa sư, hiện tại con đang theo học Như Lai thiền, khóa thiền thanh tịnh đạo, đang theo học. Khi trình pháp, các thiền sinh cũ có nhìn thấy được vài kiếp luân hồi trước, có một thiền sinh bị ếm bùa gì đó và các thiền sinh cũ cũng chứng nhận việc ấy. Sau buổi học, thiền sư dẫn các thiền sinh đã đạt các tầng thiền và có ánh sáng đi địa ngục nhằm mục đích khuyên răn. Và các thiền sinh ấy cũng kể về những điều mình thấy được. Con sơ cơ mới tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy và thiền, còn thấy nghi ngờ. Vì theo con hiểu, chỉ có các bậc thánh mới có thần thông thấy các kiếp và biết được địa ngục. Vấn đề này con cũng không biết tìm hiểu như thế nào, con mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con có nên theo lớp thiền này hay không ạ? Hoặc chỉ dạy con về các lớp thiền đúng chánh pháp, con xin chuyên sư. Mình nên cẩn trọng, đặc biệt là ở những cái khóa thiền nào đó mà có nhắc đến các vấn đề thần thông, mình phải cẩn trọng. Thực tế mà nói thì nếu như mà mình nghiêm túc, mình đúng thì không khó để kiểm chứng. Nghe nó kỳ, không khó để kiểm chứng đâu. Sẽ lấy ví dụ. Ở trường thiền Pa Ao thì khi mà một hành giả mà quán thực hành mà thấy được kiếp quá khứ của mình thì vị này sẽ nhờ một cái người bạn để xem giùm. Người bạn này, tức là cái vị này, thí dụ nha, vị này thấy kiếp quá khứ mình là một con gà trống có bộ lông màu đỏ, vị này sẽ im lặng đi đến nhờ cái người bạn của mình để xem giúp, đối chiếu giùm. Cái người bạn này, để xem cái người bạn này có khả năng nhìn thấy cái kiếp trước của mình hay không, hoặc là nhờ thẳng luôn ông thầy. Nếu ông thầy ông giỏi thì ông sẽ nhìn thấy, nhờ ông thầy coi coi cái kiếp trước của mình để kiểm chứng nè, thì ghi ra giấy thôi, không có nói với nhau. Rồi sau đó cùng mở ra một lúc để coi. Nếu như mình thì mình thấy là, ví dụ ha, mình thấy là kiếp trước của mình là con gà trống có bộ lông màu đỏ, mà ông thầy thì ông lại thấy mình là con gà mái, là thấy là nó tầm bậy rồi. Thì một trong hai người phải sai thôi, hoặc là mình sai hoặc ông thầy sai. Rồi bây giờ mình còn làm sao nữa, đi tìm thêm vị khác, tìm thêm vị khác để kiểm chứng cái đó. Nếu mà vị khác kiểm tra, nếu như kiểm tra thấy cũng im lặng nha, không có nói kết quả nha, vị này cũng ghi ra giấy rồi mở ra coi. Nếu kết quả của vị này á là con gà trống có bộ lông màu đỏ thì đúng là mình á, mình chứng, suy đang ví dụ mình chứng và cái vị đó là cũng chứng á, hàng thiệt, hàng real, hàng có thiệt. Còn nếu như mà vị này cái kết quả là ra con gà mái, ví dụ như con gà mái có bộ lông màu xám chẳng hạn, hai bên cái vị kia và cái vị thầy giống nhau, thì hai vị này là chứng đồ đồ xịn á, còn mình là đồ dởm, mình ngộ nhận mình không phải. Còn nếu như cái người thứ ba này nè mà ra là một, mình là một cái con gà mái dầu có bộ lông màu vàng, là thôi chết cha rồi, ba người giờ không biết ai đúng ai sai luôn á, thì mình lại phải đi tìm cái người thứ tư. Cho nên á, cái mà gọi là cái chứng thần thông á, là mình phải kiểm tra kỹ lắm, chứ không phải là mình vẫn chơi cái kiểu mình lên mình nói với thầy nha, mình nói với thầy nhà con quán kiếp trước con thấy con là một con gà trống có bộ lông màu đỏ, rồi ông thầy ông cũng lim dim ông nói đúng rồi đó, ta cũng thấy là con kiếp trước con là con gà trống có bộ lông màu đỏ, là tầm bậy. Tại sao? Tại mình đã mớm cái đáp án rồi, mình đã mớm đáp án rồi thì nó là không chính xác, không chắc được, mà mình phải giấu trong giấy. Nhờ ông thầy cũng coi, ông thầy cũng giấu trong giấy mở ra coi.
Thì xin thưa là nếu như mà mình thật sự mình chứng, cái người thực chứng thiệt á, họ không sợ khảo, họ không sợ khảo đâu. Chỉ có hàng hàng không thiệt lắm thì mình mới sợ người ta khảo thôi. Rồi hoặc là mình nói là mình có thần thông, mình thấy ở cõi trời nha, mình thấy ở cõi trời, thì hoặc là thì mình sẽ kiểm chứng bằng cách nào? Và nhìn lên cái hướng đó, rồi nhìn lên hướng đó, rồi cùng nhau mô tả cùng một hướng, cùng một cảnh, cùng một nơi mô tả. Thí dụ như à, mình thấy cái cảnh nó như vậy đó, cái vị, thí dụ như vị trời à, là tiên nam à, có mặc cái y áo có màu đó, có hoa văn như vậy, mình ghi ra giấy à, vị thầy cũng để kiểm chứng là cũng nhìn lên trên đó rồi cũng ghi ra giấy như vậy đó à. Rồi mình mở ra mình coi các cách kiểm tra cũng y chang như vậy đó, mở ra coi coi hai cái sự mô tả có giống nhau hay không. Rồi cái kiểu mà ông thầy mình dẫn thì mình đi, đi địa ngục đúng không? Rồi ông thầy ông muốn dẫn thì ông dẫn, nhưng ông dẫn ông đừng có nói gì hết nha, im lặng. Ông dẫn xong rồi đó, về tới nơi không có nói gì với nhau gì hết, mỗi người ghi giấy ra à, tôi thấy cảnh gì, tôi thấy cảnh gì, đừng có nói, tại vì nói mình là mớm đáp án rồi, đừng có nói. Tôi thấy cảnh gì, một chục người thì một chục người ghi ra, mà mình mở ra mà nó na ná nhau á nha, mình mở ra mà nó na ná nhau á thì ok. Rồi, này là đồ xịn á, thứ xịn thì mình cứ yên tâm mình theo học thôi. Còn nếu mở ra mà nó sao nó lạ vậy, mỗi người một kiểu là mình biết cái này không thiệt lắm. Cho nên là hãy cẩn trọng, sư không dám nói, sư không dám nói ở đây là đúng hay sai, hàng hàng thiệt hay là hàng không có thiệt lắm, thì bởi vì sư không có tự thân trải nghiệm, sư cũng không có thần thông, cho nên sư không có đủ cái tư cách để mà sư nói. Nhưng mà nó có những cách để kiểm tra như vậy, mà nếu như là cái hàng xịn á thì cứ kiểm tra thôi. Mà sư lấy làm lạ là tại sao mà mọi người thích thần thông nhưng mà sợ kiểm tra, sợ người ta khảo, thì thôi thì mỗi người có cái phước khác nhau, có cái trí khác nhau, có ba la mật khác nhau. Thì quý vị muốn tham dự, muốn đi thì sư cũng không dám cản, bởi vì sư đâu biết là họ có đúng như vậy hay không. Nhưng mà sư chỉ nhắc một chuyện, đó là ngay cả các cái trường thiền có uy tín ở miếng thì cũng không dám quảng cáo là có thể giúp cho thiền sinh chứng đắc một cái gì. Rồi, sư xin qua câu hỏi tiếp theo.